From the char grill, crispy, fragrant with char grill vegetables. Xin giới thiệu món chính của khách sạn Mon Van Peak đó là crispy with roasted up meat wrap. Mừng quá trời. Đây là chúng tôi sử dụng thịt cá mú vô cùng là tươi ngon, vị và chủ yếu đó là vị cay nồng. Thôi, enjoy.